tin triệu quân sự, phạm nhân đang thụ án chung thân tại trại giam của Bộ Quốc phòng đã thêm một lần nữa trốn trại khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trước đó, khoảng hơn 19 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2022, Sự đã trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan chức năng cảnh báo, Triệu Quân Sự là đối tượng manh động và nguy hiểm nên người dân phải hết sức cảnh giác đối tượng này. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, đến sáng 1 tháng 6 năm 2022, các lực lượng chức năng của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, công an từ cấp xã đến cấp tỉnh của Thanh Hóa đang nỗ lực truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. Một lãnh đạo công an huyện Thạch Thành cho biết, sau khi nhận được thông tin phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn, công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo công an huyện Thạch Thành huy động 100% lực lượng tuần tra kiểm soát, truy bắt, ngăn chặn Triệu Quân Sự, kẻ có thể gây nguy hiểm cho người dân. Việc truy bắt Sự rất khó khăn do địa bàn xã Thành Long là xã miền núi, diện tích tự nhiên rộng, nhiều rừng núi. Hiện công an các huyện lân cận với huyện Thạch Thành cũng đang tung lực lượng ráo riết truy bắt. Triệu Quân Sự từng là bộ đội, cấp bậc binh dì thuộc Đại đội 1 Tiểu đoàn 18 Sư đoàn 3 Quân khu 1, nhưng sau đó đào ngũ. Rèn luyện trong quân ngũ, nhưng binh dì này lại bê game và phạm tội giết người, cướp tài sản nên bị xử phạt án tù chung thân. Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Sự đào ngũ đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, rồi giết chết chủ quán để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng và bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Triệu Quân Sự mức án chung thân về các tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Triệu Quân Sự thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5. Trong quá trình thụ án, Sự đã hai lần trốn trại vào các năm 2015 và 2020.